Vâng, xin kính chào tất cả các bác. Em Xuân Hùng hôm nay lại giới thiệu đến tất cả các bác một mẫu xe Kia Morning. Một mẫu Kia Morning rất là thịnh hành, form dáng thì rất là đẹp. Đăng ký 2008, nhập nguyên chiếc ở Hàn. Máy trang bị cho mình một số tự động, động cơ 1.0, đăng ký 5 chỗ ngồi. Một chiếc xe cực đẹp như thế này thì bên em đang chào bán với giá 195 triệu. Em Xuân Hùng chuyên mua bán ô tô cũ trên toàn quốc, với địa chỉ giao dịch tại Lam Trung, Nam Sách, Hải Dương. Số điện thoại của em là 0789 323 799. Và bên em có hỗ trợ trả góp lên đến 50% giá trị xe. Các bác nào quan tâm đến mẫu xe này hãy gọi điện cho em để biết thêm thông tin chi tiết và tư vấn miễn phí. Và trước mặt tất cả các anh, các chị, các bác đây là một mẫu xe Kia Morning rất là đẹp, form dáng nhỏ gọn, cực kỳ tiết kiệm xăng, màu trắng rất là sáng và đẹp, sang trọng lịch sự cho những anh chị yêu thích màu trắng này nhá. Ai yêu thích một mẫu xe như này hãy nhấc máy gọi điện cho em Xuân Hùng, em sẽ tư vấn miễn phí và bớt bát cho anh các chị một mức giá gọi mềm mại nhất các anh các chị nhá. Và sau đây em sẽ mời tất cả các anh chị vào xem nội thất chiếc Kia Morning này. Với một hàng táp ly, cánh cửa đen pha màu nâu rất là sáng và sạch đẹp, gương kính chỉnh điện đều 4 cánh các anh nha. Keo chỉ zin theo xe, không mất một phân keo chỉ nào các bác ạ. Mời cho mình một hàng ghế cao cấp. Đấy. Bộ ghế cao cấp nhãn hiệu Kia vẫn còn. Rất là đẹp. Bô lăng thì đều có bọc này, bọc bảo vệ bô lăng. Rất chắc chắn. Điều hòa mát lạnh. Điều hòa thì mát lạnh rồi, giờ rét buốt. Đã trang bị màn hình cam nồi đầy đủ âm thanh giải trí, nhạc nhẽo, số tự động. Và táp lô thì rất là đẹp, sạch đẹp theo thời gian, không có bị xảy xước gì. Trang bị cho mình một động cơ số tự động thì đi rất là nhàn. Và gầm bệ thì chắc chắn, máy nổ thì êm ru, cột kèo thì nguyên theo xe, bao cam kết là không hề có đâm đụng gì cả các bác nhá. Và đây là hàng ghế sau đây các bác. Hàng ghế sau thì rộng rãi, thoải mái chỗ ngồi. Nót sàn đầy đủ rồi, bảo vệ sàn cũng như là vệ sinh sạch sẽ, rất là dễ dàng. Táp ly theo xe đây, rất là sáng và tươi đẹp. Na răng đúc nguyên theo xe. Bốn bánh nốp náp thì dày đẹp, nốp náp dày thoải mái đi các bác nhá. Đèn hậu đằng sau thì vẫn còn sáng. Cam nùi đây các bác này. Và cốp sau con này thì đều có bộ lốp dự phòng đầy đủ, từ kích kiếc vặn viếc đầy đủ luôn các bác nhá. Không hề đâm đụng ngập nước gì, bên em cam kết không hề đâm đụng ngập nước, không taxi dịch vụ. Nốp náp thì dày đẹp, hà hồ đi, một chiếc xe sẵn đi không hề lỗi lầm gì. Hàng ghế sau rộng rãi thoải mái ngồi các bác nhá. Táp ly theo xe đây, rất là đẹp và chắc chắn rồi. Các bác nào mà quan tâm đến mẫu xe cực đẹp như thế này, nhỏ gọn, tiết kiệm xăng, 5 chỗ ngồi, đi gia đình như đi về quê, đón con em học sinh đi học thì rất là phù hợp một mẫu xe rất là đẹp như thế này các bác nhá. Các bác nào quan tâm hãy gọi điện cho em Xuân Hùng để biết thêm thông tin chi tiết và giá cả mềm mại và hợp lý nhất đến tất cả các anh các chị. Chiếc xe bền bỉ, chỉ việc đi thôi, không lỗi lầm gì. Bên em có hỗ trợ đốt hồ sơ như là sang tên cho tất cả các bác.
đổi biển cũng như là vận chuyển trên toàn quốc các bác nhá, đăng kiểm dài. Và sau đây xin mời tất cả các bác đến khoang máy một chiếc Kia Morning này. Vâng, đây là khoang động cơ của chiếc Kia Morning. Máy móc, khoang, khuyết thì rất là sạch đẹp rồi, không có ố vàng gì cả các bác nhá. Với hai bên sườn thì vẫn còn nguyên zin theo xe, viền mắt cũng như là giằng trước đều rất là đều đẹp các bác này, không hề có va quẹt đâm đụng gì cả, máy móc còn sáng sạch đẹp các bác nhá. Lắp cabo nguyên zin, keo chỉ cột keo chạy vẫn còn rất là đẹp, không mất phần keo chỉ nào. Vâng, vừa rồi thì em đã quay chi tiết một chiếc xe Kia Morning đăng ký 2008, động cơ số tự động máy 1.0, đăng ký 5 chỗ ngồi. Với em chào bán với giá là 195 triệu, bên em có hỗ trợ rút hồ sơ sang tên đổi biển và vận chuyển trên toàn quốc với bán kính 100 km, hỗ trợ trả góp lên 50% giá trị xe. Bác nào mà quan tâm đến chiếc Kia Morning này thì hãy điện thoại cho em Xuân Hùng qua số điện thoại 0789 323 23 799, với địa chỉ giao dịch tại Lam Trung, Nam Sách, Hải Dương. Để biết thêm thông tin chi tiết, các anh các chị hãy nhấc máy gọi điện cho em nhé, em sẽ tư vấn miễn phí. Vâng, em xin cảm ơn tất cả các anh các chị đã xem video của em và em xin kết thúc video tại đây.